Từ đầu tháng 7 năm 2020, trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Phần lớn là các xe có giá trị cao như SH, Outback, Exciter. Đặc biệt khi dịch COVID-19 xảy ra, khiến nhiều người dân càng thêm hoang mang lo lắng trong bảo quản tài sản của mình. Với tinh thần quyết tâm cao, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ đã tích cực vào cuộc truy xét và nhanh chóng phát hiện được nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên. Thao tác nhanh gọn, ít để lại dấu vết, thường diễn ra vào thời điểm chiều tối. Đó là đặc điểm chung của các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Cẩm Lệ thời gian qua. Thông tin liên tục được các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ thu thập và tập trung xác minh. Hành tung của nhóm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn đã dần hé lộ. Trong quá trình tiến hành xác minh cũng như rà soát đối tượng trên địa bàn, thì phát hiện có hai đối tượng thường xuyên sử dụng xe Exciter mang biển số giả và đi khắp quanh ở trên cái địa bàn. Qua đó thì tiến hành xác minh về nhân thân lai lịch của đối tượng. Khi đối tượng thực hiện hành vi thì lực lượng hình sự đã tiến hành bao vây và bắt quả tang đối tượng. Các đối tượng chính trong đường dây được xác định là Phan Tuấn Hải, 44 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Trần Minh Tuyển, 33 tuổi và Lê Tự Bảo, 27 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Nam. Từ lâu, Hải đã cấu kết với Tuyển, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy có giá trị lớn trên địa bàn. Sau khi trộm cắp được, Hải và Tuyển đem xe về cho Bảo nhờ tăng trang, thay ổ khóa, lắp biển số giả và rao bán trên mạng xã hội. Mặc dù từng có hơn 20 năm chấp hành án tại nhiều trại giam về hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, nhưng đối tượng Hải vẫn ngựa quen đường cũ, bất chấp vi phạm pháp luật. Cũng đề nghị là bà con nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt hiện nay đối tượng đã sử dụng những cái công cụ, phương tiện thực hiện hành vi một cách tinh vi. Nên để hạn chế thời gian đến thì bà con hãy tự bảo vệ tài sản cũng như là trông coi tài sản của mình một cách cẩn thận để nhằm hạn chế việc mất mát tài sản. Cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã thực hiện thành công 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng. Có thể nói, đây là chuyên án có số lượng xe máy được thu hồi lớn với 7 chiếc, cho thấy những nỗ lực, trách nhiệm của tập thể công an quận Cẩm Lệ. Không sơ hở, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho mọi người trong việc bảo quản tài sản của mình và gia đình.